khi mà cái nhà của anh chị mà đối diện với cả nhà hàng xóm mà bị các nhìn thấy các cái mảnh thủy tinh hoặc các cái vật nhọn hoặc các cái thanh nhọn mà nó chiếu vào trong nhà của mình, thì hình thức sát đấy người ta gọi là chu tức sát. Cái chu tức sát này thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề liên quan đến tai nạn, liên quan đến thị phi, liên quan đến mất máu, liên quan đến những cái tai ách và liên quan đến mổ xẻ. Cách thức hóa giải thì có nhiều cách. Cách thứ nhất đó là người ta có thể nếu như tường nhà mình thì mình sẽ tháo bỏ những cái phần, mình sẽ tháo bỏ những cái phần phần cái mảnh thủy tinh hoặc mảnh sành ở phần phía trước cửa nhà mình đi, đúng không ạ? Còn nếu như mà chúng ta mà có không gian, tức là cái tường nhà hàng xóm, cái đường so đến cái tường nhà mình, chúng ta có một khoảng sân rộng chẳng hạn, thì chúng ta có thể làm một cái bức bình phong. Bình phong ở bên dưới chúng ta có thể làm cái hồ bán nguyệt hoặc là cái hồ cá để chúng ta có thể chấn lại cái việc đó. Còn nếu không làm được cái việc như thế thì chúng ta có thể sử dụng bằng cái cách là chúng ta sẽ có thể sử dụng một cái gương bát quái gỗ đào lồi. Cái gương bát quái gỗ đào lồi thì được làm bằng cái gỗ đào, và cái gỗ đào này thì cái tác dụng của nó là tịch tà và kỵ tà.